Thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày, cơ thể chị em có rất nhiều thay đổi kèm theo một số bệnh lý đặc biệt. Trong đó, tình trạng đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối đang rất phổ biến và khiến các mẹ lo lắng. Theo các bác sĩ, đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối thường liên quan trực tiếp đến các nguyên nhân về tiêu hóa, các bệnh lý tiêu hóa, đường ruột hay đơn giản chỉ là sự thay đổi từ trong cơ thể của người mẹ. Hầu hết, các nguyên nhân này đều không nghiêm trọng và không làm ảnh hưởng đến mẹ bầu và thai nhi. Nhưng nếu tình trạng đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối thường xuyên và kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và chất lượng cuộc sống của mẹ. Một số trường hợp đặc biệt, đau thượng vị có thể là nguyên nhân gây sảy thai, bong nhau non. Vì vậy, các mẹ bầu không được chủ quan khi bị đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối mà cần thăm khám ngay để được điều trị kịp thời. Nếu đau dạ dày khi mang thai ở mức độ nhẹ, các mẹ không cần dùng đến thuốc, chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày và áp dụng các cách sau cũng có thể giúp bệnh lý được cải thiện đáng kể mà đảm bảo an toàn cho thai nhi. 1. Thay đổi chế độ ăn hợp lý. Mẹ bầu không nên ăn các thực phẩm khô cứng, măng, dưa, muối. Những thực phẩm này làm tình trạng đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối ngày càng nghiêm trọng. Mẹ bầu không được uống đồ uống có chứa chất kích thích như rượu, trà đặc, cà phê. Khi ăn nên chia nhỏ bữa ăn để dạ dày kịp hấp thu và mẹ bầu nên nhai kỹ hơn, nuốt chậm để giảm lượng axit trong dạ dày. Mẹ bầu nên ăn thực phẩm mềm, tốt cho hệ tiêu hóa như trứng, hải sản, rau xanh. 2. Thực hiện lối sống lành mạnh. Bà bầu hãy xây dựng một lối sống lành mạnh không chỉ tốt cho bản thân mà còn cả thai nhi trong bụng. Vì vậy, bà bầu không nên thức khuya, tránh căng thẳng và mất ngủ. Bởi đây là những nguyên nhân gây bệnh liên quan đến tiêu hóa và trong đó có đau thượng vị, đau dạ dày. Mẹ bầu nên tập những bài tập thể dục nhẹ nhàng cho thai phụ, tốt cho sức khỏe như đi bộ, ngồi thiền. 3. Chữa đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối bằng chườm ấm. Một trong những cách giảm đau bao tử hiệu quả cho mẹ bầu là chườm nước ấm. Nếu mẹ bầu có sẵn túi chườm thì dùng chai nước đổ nước ấm vào là được. Áp chai nước ấm lên vùng bụng khoảng 5 phút rồi nghỉ, sau đó tiếp tục lặn lại thêm ít lần nữa sẽ thấy cơn đau giảm đáng kể. Chú ý, nước ấm ở nhiệt độ phù hợp vì nước quá nóng có thể làm gây bỏng da của mẹ bầu. 4. Uống nước chanh mật ong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nước chanh và mật ong mang lại hiệu quả kháng viêm, chống oxy hóa và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Do đó, nếu mẹ bầu bị đau bao tử thì nên uống một cốc nước chanh mật ong ấm. 5. Dùng thuốc khi thật sự cần thiết. Trong giai đoạn mang thai, bác sĩ hạn chế tối đa cho mẹ bầu dùng thuốc. Nhưng với những tình huống cấp thiết, mẹ bầu buộc phải uống thuốc. Đối với đau dạ dày khi mang thai 3 tháng cuối mà có những biểu hiện bất thường thì bắt buộc bác sĩ phải kê đơn. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có những thông tin hữu ích. Đối với các mẹ đang gặp tình trạng đau dạ dày không cần phải quá lo lắng, hãy theo dõi sức khỏe, thăm khám thường xuyên để có những chỉ định đúng đắn từ bác sĩ nhé.